Da mặt của Trang thì bây giờ rất là bóng này, căng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Da này là một cái làn da mà Trang cái tế bào tươi BioCell Plus vừa mới xong tháng thì zoom cận, soi cận cho các bạn nhìn này. Đợt gần đây Trang đã nhận được rất rất nhiều những câu hỏi của các chị yêu của Trang là: em tế bào tươi BioCell Basic và tế bào tươi BioCell Plus thì cái nào thích hơn? Thì Trang phải nói thật với mọi người rằng là Trang thì hơi mắc bệnh là có mới nỗi cũ một tí. Có mới nỗi cũ, trước kia thì Trang đã từng cái tế bào tươi BioCell Basic khoảng chừng được 7-8 năm rồi, kể cả ngay khi mà Trang đi lên bàn đẻ, chuẩn bị ngày mai đi mổ dã khang thì Trang vẫn cái tế bào tươi BioCell. Cho nên là mọi người phải yên tâm rằng là em tế bào tươi BioCell Basic trước kia thì em nó vẫn rất rất là tốt nha mọi người nha. Nhưng mà từ khi mà có sự xuất hiện của em tế bào tươi BioCell Plus này thì đúng là em tế bào tươi BioCell Basic này hơi bị lép vế một chút xíu thôi. Nhưng mà em tế bào tươi BioCell Plus này thì nó có vô vàn những điểm nổi trội, những điểm vượt trội để mà biết em này có thực sự là tốt hay không. Thì đây, ngày hôm nay vừa là so sánh cho các chị yêu và giải đáp khoảng 7749 câu hỏi của các chị yêu của Trang. Tại vì là có rất là nhiều những chị bây giờ chúng ta đã đến tuổi lão hóa và mọi người đang quan tâm đến cái cấy tế bào tươi BioCell Plus giống như Trang đang chuẩn bị cấy. Nhân tiện ngày hôm nay Trang đang livestream cấy tế bào tươi BioCell Plus lên da mặt của mình thì Trang giải thích cho các bạn nha. Thứ nhất là BioCell Basic trước kia thì chỉ có mỗi công dụng làm trắng, trị nám và căng bóng da thôi, không có công dụng làm săn chắc và chống lão hóa. Nhưng mà với BioCell Basic trước kia thì giá sẽ mềm mại hơn. Giá sẽ là 8 triệu trong một lần nha mọi người nha. Nếu như mà mọi người mua BioCell Basic trước kia thì giá đang được giảm lên đến 42%. Nếu như mà mình mua theo combo 3 dịch vụ thì cái giá sẽ mềm mại hơn rất rất là nhiều. Đấy, còn nếu như mà với BioCell Plus á thì cái hiệu quả trị nám sẽ mạnh hơn gấp 3 lần. Cũng như là về cái hiệu quả làm trẻ hóa da và làm xóa nhăn thì sẽ vượt trội hơn rất rất là nhiều, mà với BioCell Basic trước kia không có nha mọi người nha. Trước kia ấy thì BioCell Plus á, chưa có ra mắt, cho nên là BioCell Basic thì là mưa làm gió, và gần như là tất cả những chị nào mà thích đẹp, thích căng bóng và thích trị nám chỉ có một lựa chọn duy nhất là tế bào tươi BioCell Basic thôi. Nhưng mà với BioCell Basic ấy, thì có công dụng làm trị nám cho chúng ta lên đến 80%. Còn với BioCell Plus thì công dụng trị nám lên đến 100% luôn. Về riêng về trị nám thì BioCell Plus sẽ vượt trội hơn rất là nhiều. Và ngoài ra với BioCell Plus ấy thì còn có một cái công dụng nữa là giúp cho da của chúng ta không bị lão hóa này, và giúp cho chúng ta săn chắc và làm cho da của các bạn không còn nhăn nữa cơ. Và ngoài ra với BioCell Plus mới mà Trang đang cấy nha mọi người nè, còn có một công dụng nữa là những chị nào, những bạn nào mà da của chúng ta rất nhiều mụn và chúng ta bị da cực kỳ yếu, hoặc là những bạn nào mà da của chúng ta vừa mới peel da xong, da chúng ta bị ửng đỏ hết lên và da của chúng ta cực kỳ là dễ mẫn cảm, thì chúng ta phải nên cấy ít nhất là từ 3 cho đến 5 lần tế bào tươi BioCell Plus này, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hiệu quả của nó, tất cả những cái dấu hiệu hư tổn da này, lão hóa này, hoặc là những cái dấu hiệu mà chúng ta bị ửng đỏ hoặc là bị bong tróc lục tẩy, nó sẽ được tái tạo và cái da của chúng ta nó sẽ được dày, được khỏe lên ngay lập tức. Đấy, và chưa kể đến là với BioCell Plus thì sẽ giúp trị nám cho các chị em của chúng ta lên đến 100% luôn. Còn riêng tế bào tươi BioCell Basic kia thì chỉ có trị nám cho chúng ta được đến 80% thôi nha. Nên là những chị nào mà chúng ta nám cực kỳ nặng, nám rất nhiều và tàn nhang rất nhiều, và nám màng, nám nội tiết, nám sau sinh, hoặc là những chị nào mà chúng ta nám trường tồn đi khắp tất cả những nơi ở trên Việt Nam mà chúng ta không khỏi, hoặc là bôi rất nhiều các loại kem rồi nhưng mà không ăn thua, không si nhê gì, thì nhất định chúng ta phải nên thử tế bào tươi BioCell Plus giống như Trang đang cấy này nè mọi người nè. Đấy, mọi người sẽ thấy là cái da mặt của mình ý là nó sẽ được căng bóng luôn ngay sau khoảng 3 ngày nha. Và tất cả những cái đốm nám tàn nhang hoặc là nám nội tiết, nám sau sinh của các chị em của chúng ta sẽ được giải quyết sau khoảng 10 ngày. Thì tất cả những cái nám của chúng ta sẽ được mờ đi trong vòng 20-30%. Nên là những chị nào mà da của chúng ta nám cực kỳ nhiều này,
hoặc là những chị nào mà chúng ta nắm rất rất là nặng mà chúng ta đi khắp tất cả những nơi ở trên Việt Nam mà chúng ta không chữa được ấy, thì nhất định chúng ta phải nên thử cái tế bào tươi BioCell Plus giống như Trang đang cấy nha. Thực sự em nó rất rất là thần thánh luôn mọi người ạ. Và với cái tế bào tươi BioCell Plus này ấy thì chỉ có duy nhất Lavender by Trang có được thôi nha mọi người nha. Các bạn ấy đừng ham rẻ. Có rất nhiều nơi thì người ta sẽ quảng cáo là có sản phẩm giống như Lavender by Trang nhưng sẽ không bao giờ có nha. Tại vì là Trang đã ký độc quyền với hãng tế bào tươi BioCell Plus này ở tại thị trường Việt Nam rồi. Phác đồ của tế bào tươi BioCell Plus thì sẽ gồm là 7 buổi tế bào tươi BioCell Plus giống như Trang đang cầm ở trên tay và Trang vừa mới cấy. Và một lần là mình sẽ cấy cái ống Hirat chứa 3 tỷ tế bào gốc và collagen nội sinh, sẽ giúp làm tăng sinh tất cả những collagen bị suy yếu ở dưới da của mình. Chị nào mà chúng ta bị rãnh cười, mặt của chúng ta bị hốc hác, rồi chúng ta bị hóp ấy, thì chúng ta cấy cái ống Hirat này nó sẽ rất rất là hiệu quả nha chị nha. Kết hợp nữa là cái ống tế bào tươi BioCell Plus này là mình sẽ làm cho Trang trong vòng 7 buổi nha. Mình sẽ có 7 lần được cấy cái ống Hirat này, à tế bào tươi BioCell Plus này. Một lần làm cái tế bào tươi Hirat này. Và tiếp đến nữa là chúng ta sẽ có thêm 2 buổi với lại cái máy laser Fresh này nha mọi người nha. Đấy, chúng ta sẽ có 2 buổi với máy laser Fresh này, sẽ giúp vừa làm trẻ hóa, bóc tách tất cả những cái đốm nám sâu. Nên là những bạn nào mà da của chúng ta rất rất là bị nám nặng, nám sâu thì chúng ta nên thực hiện với lại cái phác đồ điều trị của tế bào tươi BioCell Plus, Hirat và laser Fresh này. Với tế bào tươi BioCell thường ấy, là cái BioCell Basic trước kia của bên Trang ấy cũng đã rất rất là hot rồi nha chị nha. Với tế bào tươi BioCell Basic trước kia ấy, nếu như các chị chỉ có mỗi nám thôi thì chúng ta có thể cấy riêng cái BioCell thường này cũng được nha mọi người nha. Cũng đủ căng bóng và trị nám cho chúng ta đến 80%. Nhưng đương nhiên thì laser Fresh và tế bào tươi BioCell Plus mới thì sẽ hết nám cho chúng ta 100% và kèm thêm công dụng xóa nhăn, trẻ hóa và làm săn chắc da cho chúng ta nữa. Nó sẽ vượt trội hơn gấp 3 lần với lại cái ống tế bào tươi BioCell Basic trước kia. Nhưng những chị nào chúng ta chỉ có nám thôi thì chúng ta lỗ chân lông to thôi thì chúng ta chỉ cần cấy tế bào tươi BioCell Basic trước kia, nó cũng có thể trị nám nhỏ lỗ chân lông cho chúng mình đến 80% rồi. Thì và giá thì lại mềm mại hơn, 8 triệu cho 10 lần. Trong chương trình đợt này ấy, thì chúng ta đang được ưu đãi là lên đến 35% luôn, và được tặng thêm 3 lần nha. Nếu mà với BioCell Basic thì chúng ta được tặng thêm 3 lần đấy. Là chúng, nhưng mà riêng tế bào tươi BioCell Plus thì sẽ không được tặng nha. Mà riêng BioCell Plus thì giá là 100 triệu giảm 30%, còn 70 triệu và không được tặng thêm lần nha. Vì với BioCell Plus là một cái công nghệ nó vượt trội hơn, hiệu quả cao hơn gấp 3 lần, kèm thêm công dụng là xóa nám và săn chắc da, trẻ hóa da nữa. Chính vì thế cho nên là cái giá thì nó cao hơn tế bào tươi BioCell Basic trước kia nhiều. Nên là những chị nào mà chúng ta xót ví, chúng ta vẫn có thể sử dụng với lại BioCell Basic trước kia nha. Vẫn rất là hiệu quả, trị nám tới 80%, nhỏ lỗ chân lông tới 80% cho các chị luôn. Mà giá thì cũng đang được ưu đãi rất rất là hời luôn nha. Đó chính là chúng ta sẽ off là 35%. Đấy, chương trình đợt này thì chúng ta sẽ được off là 35%. Ví dụ như với liệu trình BioCell Basic thì giá sẽ là 80 triệu cho 10 buổi. Mình off 35% là giá còn là 52 triệu cho 10 buổi nha mọi người nha. Và nếu như mà chị mua 10 lần thì các chị sẽ lại được tặng thêm 3 lần nữa. Có nghĩa là 52 triệu mà chúng ta có hẳn 13 lần luôn. Quá quá là hời nha. Nhưng riêng tế bào tươi BioCell Plus thì sẽ không được tặng 3 lần nha các chị nha. BioCell Plus thì giảm maximum chỉ được có 30% thôi, từ 100 triệu xuống còn 70 triệu và chúng ta sẽ không được tặng thêm lần nha mọi người nha. Mọi người thông cảm giúp Trang vì Trang thì là bán hàng phân phối cho hãng, cho nên là nếu như mà hãng ưu đãi thì Trang mới có thể ưu đãi cho mình được. Đây nè mọi người ơi, da của Trang vừa mới cấy tế bào tươi BioCell Plus xong nè mọi người nè. Và bây giờ thì da của Trang là một làn da rất rất là thật nha. Mọi người có thể thấy ở cái vùng này đang hơi đỏ nhẹ một chút, ở cái vùng trán của Trang thì cũng hơi đỏ nhẹ một chút. Vì sao? Tại vì là vừa rồi thì Trang có cấy tế bào tươi BioCell Plus và Trang cấy ở một cái độ rất là sâu luôn. Ngày hôm nay thì Trang yêu cầu em y tá
cấy mạnh, cấy sâu vào cho chị. Tại vì là Trang á, là Trang biết là nếu như mà cấy được càng sâu thì tất cả các tế bào tươi, tế bào gốc sẽ được đưa sâu vào xuống cái lớp da mầm, lớp da đáy của Trang. Nên chính vì thế ngày hôm nay thì Trang có kêu em y tá cấy mạnh vào giúp chị để cho cái da của chị nó mọng lên, bóng lên nhiều hơn, để mà xử lý được tất cả những cái làn da nám. Thì chúng ta có thể qua Lavender Bay Trang ở Hà Nội, ở 19 Điện Biên Phủ Hà Nội, và Lavender Bay Trang ở Sài Gòn là ở 60A Võ Văn Tần Sài Gòn nhé.